Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phường, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho một công ty Nhật Bản, chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn? Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em 31 chị ạ. À, tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ, chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ, nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? À, em cũng được hai mối tình rồi. Cũng là đều giáo viên hết. Tao nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình? Em nói chung là ưa nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí tiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có... Dạ, về ngoại hình em chỉ cần dễ nhìn là được và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích em vào bếp nấu ăn. Và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ, như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là ba dơ, em xin làm axit, để tình yêu bất ngờ mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát vị chua, như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra, để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh, hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không? Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em mà em hát giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Đó là cái gì, mình mang giày mình bích bí vô mình mới hôi, hay là bình thường không có gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đi. Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi với chứ. Rồi thì em xin lỗi nha, cô Dương đánh vô mặt chị Tường á. Đó, nhớ tránh chị ra đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ chị ạ. Thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị cả. Bắt tay được, bắt chân chết luôn ha. Dạ. Mà số. Ủa giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng mấy triệu thôi. À vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm, nhưng mà cái đó cũng không có tốt. À. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da. À. Cái đó thì không có đơn giản xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân. Ngâm nước muối đó, là xong thôi. Rồi giờ ok, vấn đề gì nói cho vui vậy thôi. Em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ, người vợ mình nhất. Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chín của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc.
Dạ. Rồi có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ, bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. Nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường với em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những đúng rồi xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ ai lấy vợ gì bắt vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Dạ, tốt hay quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì người đàn ông nè? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng. Có gia nhăng được không? Chắc là không. Được rồi. Không có gia trưởng ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ, đây là bạn của em học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. Dạ. Rồi chào bạn. Dạ, chào con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. Rồi, đáng lòng. Dạ. Đáng lòng chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Dạ. Nhận xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Cô giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Hay là vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt, rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm. Công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ Trang làm thì là 60 cây. Ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi. Cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha. Bạn nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có. Em đi với anh họ. Theo đánh giá của mình á thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được. Dạ. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến. Thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng, nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này đi anh. Chắc là cũng phải xem 9.5 á chị. Dạ, này hai giám khảo này cấm dễ quá. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ là kéo mạng lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo mạng lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Dạ. Em có ha. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây. Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? Anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều, nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tốn được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á. Khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình ấy, thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi. Hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3. Hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Hey, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cho anh xin phép anh hôn tay em gái được không? Dạ vâng ạ.